Mời quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, hai đợt không khí lạnh sắp tràn về dồn dập khiến cho nền nhiệt ở miền Bắc giảm mạnh, trời chuyển rét đậm rét hại trên diện rộng và khả năng kéo dài trong nhiều ngày. Đáng chú ý là khoảng ngày 22 tháng 1, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh thêm và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và sau đó mở rộng đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến là từ 7 cho đến 10 độ. Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ chỉ từ 3 cho đến 6 độ và vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ dao động từ 9 cho đến 12 độ. Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc gia cầm và tất nhiên là cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cả quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Chuyển sang khu vực Thừa Thiên Huế. Sáng sớm mai ở Thừa Thiên Huế, bầu trời nhiều mây, nắng đẹp với nhiệt độ dao động trong khoảng là 18 cho đến 28 độ, độ ẩm ở mức trung bình khoảng 81% và tốc độ gió khoảng là 4 cho đến 19 km/h. Chất lượng không khí nhìn chung là tương đối tốt, trước khi tỉnh ta chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ Bắc Bộ tràn xuống, bắt đầu từ đêm ngày 22 tháng 1 gây nên mưa rào và dông cục bộ, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại thời điểm đó sẽ giảm xuống 16 cho đến 21 độ. Đợt rét này có cường độ mạnh và kéo dài, cho nên chúng ta cần thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại, đặc biệt là ở vùng núi cao để chủ động phòng chống. Còn bây giờ là nhiệt độ chi tiết cho cả khu vực trên địa bàn tỉnh vào ngày mai. Huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực thành phố Huế nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực huyện A Lưới nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Huyện Nam Đông nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Đảo Sơn Trà nhiệt độ từ 19 đến 27 độ.